pha cà phê bằng siêu. Đây, pha cà phê ba lù bằng cái bếp quân đội. Rồi, bắt nước sôi lên. Lửa đẹp lắm không? Cái gì? Lấy ghế nè. Đó, chờ nước sôi lên để mình pha cà phê. Đang quay á. Mình pha cà phê bằng cái siêu nhỏ xíu của cà phê ba lù. Ba lù nha, chứ không phải bún lù. Bún lù nha. Cà phê ba lù. Mày đừng nói bậy nữa nha. Cái bếp trái đẹp không nè. Nè. Xài dầu mà như bếp ga nè, thấy chưa? Đấy. Cái siêu này nhìn như siêu nấu thuốc à, biết pha không? Không. Không rồi. Hút ra hả? Hút đá kìa. Túi không có van, anh đóng thêm cái van này vô, công đóng 1.000 đồng một cái.
đóng từ 1.000 cái trở để nó hút hơi phải không? Nó chỉ cho hơi từ ngoài đi, từ trong đi ra, không cho từ ngoài vô, cà phê nó không bị mất mùi đúng không? Ừ. Nó là khóa van một chiều á. Này đi du lịch đã ha, cái bếp dễ thương không? Nấu gọn thôi. Ừ. Gọn quá rồi còn nấu nướng chiên xào các thứ bình vậy là quá đủ rồi. Làm hơi đậm chứ đi. Mới làm đậm hả? Làm đậm hơn nửa phần nữa. Bên tôi là cái gì? Hết cà phê mà ăn bây giờ. Đây là cái vợt pha phin. Ô lộn, cái vợt pha trong cái siêu. Nè cái siêu đây. Cái siêu. Đó, bữa nay uống thử cái cà phê siêu bữa nay sao. Cái siêu nấu thuốc mà giờ lấy nấu cà phê. Quá trời quá đất, quá trời người nữa. Ha. Cái giật này là mua thêm hai cái anh tháo ra anh thấy chưa? Thấy rồi. Cái giật đẹp không? Cái giật, cái giật. Quăng quăng á. Ừ. Nếu là quăng không được. Nước cũng đậm này. Lâu ra. Để pha phim hồi xưa mẹ bán cà phê là anh ở nhà anh giặt vợt. Giặt vợt. Giặt không được giặt cho ông nha. Giặt thôi rồi phơi lên cho khô thôi. Đó. Bà đổ qua đổ lại sao á, nó coi chưa? Chứ không phải bà ngâm vô một hố đâu. Có nghĩa là lấy cái nước này đổ qua bên này, lấy nước mà cà phê ra rồi đó. Xong rồi cái đổ qua đổ lại cho nó hết chất rồi cái gì. Bỏ qua đây lại, cái lấy nước này đổ qua đây cho nó cà phê nó xuống hai ba lần á. Nó chắc. Chắc nhưng mà nó nguội rồi thì nó. Hình như ta trồng 2 giờ luôn rồi phải không? Hay có 1 giờ thôi. 1 giờ. À 1 giờ thôi. Nước sôi chưa? Chưa sôi, em đổ nhiều nước lắm phải không? Mà mới đầu phải trộn bình nữa nha. Trộn bình nữa đó. Trộn bình để nó ấm thôi. Nước nó lâu nguội thì mình dùng hai ba lần. Em đang thẳng dưới. Thôi lấy bàn dài chứ được ha, bàn này hơi ngắn à. Ừ. Bàn cái gì nè? Mà bàn dài đâu? Ở trong đó nó để ăn cơm. Lửa trái không biết gọi là chủ yếu thì mình bơm thêm. Gì? Nó sôi rồi kìa. À sôi rồi. Sôi rồi, xả bếp. Biết tỉnh rồi.
Trời ơi. Ôi trời ơi. Phải mấy cái chi chi chích chích gì đây. Rồi để nó qua đây phải không? Để qua đây. Thật luôn. Từ thôi. Trời ơi đã. Tại cái vợt nó mới á. Rồi đó, ra cà phê ra kìa. Cái vợt nó mới á. Đó. Hôm qua tính mua mấy cái vợt cũ chứ mà thôi. Mua vợt mới luôn. Cái ghê quá nè. Cà phê mà không có pha tạp chất á, mà nó sùi bọt lên vậy nè. Còn những cái cà phê mà pha bột bắp ấy, nó không có sùi bọt tâm vậy. Không sùi bọt tâm này hả? Đúng rồi. Nước xuống là thấm luôn, thấm nước luôn. Tại vì cà phê nó nhẹ hơn bắp, cho nên là nó sùi lên. Đóng cái miệng lại ha. Pha siêu thôi chứ hả? Siêu có siêu thôi, hai siêu là mình pha đựng siêu thôi chứ đâu có nhiều được đúng không? Đổi lại. Một siêu là được 2 ly rồi đúng không? Rồi cái này sao? Em bỏ vô hộp. Bỏ vô hộp hả? Ừ. Hộp đâu có ban một chiều đâu. Thì uống liền hết. 7, 14 ngày. Chút nữa rót cái cà phê ra xem nha. Cái màu đẹp, rất là đẹp đó. Màu hổ phách. Nó không phải màu đen mà là màu hổ phách. Đậm hơn hổ phách chứ. Rồi vậy luôn, cũng xôi cho cả đống. Thấy không? Nhà ít cà đúng không? Cho cà uống một ha. Trong clip là vợ mình pha nha. Thích cà phê lắm. Lần đầu tiên mà pha cà phê siêu á. À, quay cái mặt em. Em mượn nha. Hả? Đảo quá hả? Hai đứa mình là uống cà phê không đường quen, bỏ đường vô là uống nghe nó kỳ cục dữ lắm luôn. Bỏ đường vô uống là chửi thề luôn. Chửi thề luôn, nghe kỳ cục dữ lắm luôn. Nó không có xuống gì ăn nhanh như cái đó. Em đổi qua đây, em đổi qua đây để em chế qua. Phụ nữ tay lúc nào cũng khéo léo, ông kiếm cá. Ở chỗ ba lù bán là cái siêu bự vậy nè, rồi cho khách làm cái siêu nhỏ như thế này, dễ cưng dễ sợ. Mỗi khách là một cái siêu nhỏ nhưng mà cũng pha bằng cái siêu này nghe, chứ không phải là lấy cái siêu bự của bên chỗ ba lù làm đâu. Nhiều như ai mà thích uống liền mà không ngồi mất công làm vậy á thì cô đó sẽ làm trong cái siêu bự, làm cà phê sẵn ra, rồi ai thích uống cái gì á thì cô bán cho cái đó. Còn khách mình muốn làm cái kiểu vậy thì cô vẫn làm cái kiểu vậy. Cái nào thì hương vị nó cũng như nhau hết. Cà phê ra bằng củi nha. Cà phê ra bằng củi. Ra bằng củi. Không có tạp chất, chỉ có bỏ muối với lại gì? Bơ phải không? Muối, bơ Pháp. Bơ Pháp, bơ đỏ của Pháp. Muối là để cho tróc cái vỏ ra, bỏ bơ Pháp vô là để cho nó thơm. Rồi xong là đổ ra cái sàn rồi tưới rượu lên cho nó dậy mùi lên. Mình uống mình không bao giờ mình nghe mùi bơ được, không phải giống như cà phê tạp ở ngoài dĩa hè bán. Không phải như tạp bơ như phê bắp, không phải bơ Từng An, nó không có đóng màng gì trên hết đó. Chút nữa mình rót ở đây nè là mọi người thấy liền cái màu đẹp luôn, không có một chút gọi là màng mỡ ở trên.
này clip làm vui thôi nha, không quảng cáo dài hết nha. Có quảng cáo cái bếp. Quảng cáo cái bếp. Quảng cáo cái đèn. Cái đèn bán xong đâu rồi. Quảng cáo hai thứ, cái bếp, quảng cáo cái đèn bên trong. Để từ từ đi em, cho nó thấm. Để từ từ đi. Nó không xuống, tại vì là cái vợt mới. Vợt mới. Nó không thấm. Rồi chắc vậy là đủ rồi. Bỏ qua kia đi. Mình uống bên đây. Bỏ đá vô, bỏ đá vô. Giống cà phê Đà Nẵng mà uống cục đá thiệt nhiều. Đá trà bá đi. Đà Nẵng quá nha, miền Trung, đúng không? Bỏ cục đá trà bá vô không? Đổ vô đi. Rồi, em đổ đi. Đây, đây. Đây, coi cái gì đó. Thử liền nha. Đây nè, để sao nè. Đó, thấy không? Lên bọt nè, màu giống như màu cánh gián vậy đó. Ha. Đó, thử nè. Đã. Thơm. Thơm. Đã lắm. Nó khác cà phê pha máy, nó khác cà phê pha pin nhiều lắm. Nó đậm đà đủ hương vị hết. Mà pha gì cũng thích nữa nè. Đó. Đủ chắc luôn đó. Đó. Rồi. Bye bye. Bye bye.